Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra đúng như cái hình ảnh mà các em đã quay ở đây. Các bác kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy, hàng có bất cứ vấn đề gì các bác cho quay đầu luôn. Nhà em không bắt các bác là cọc một đồng nào. Xin chào các bác, hôm nay em quay cho các bác toàn thể một cái bộ đỉnh mà em đúc nguyên chất bằng một cái túp đạn 100%. Là một cái bộ đỉnh, là cái bộ đỉnh đẹp nhất nhà em, mà hiện tại nhà em đang bán là chạy nhất. Thì hầu hết trong cái năm nay bác nào cũng đặt cái bộ đỉnh này. Là một cái bộ đỉnh 60, hợp với tất cả không gian thờ. Là cái đỉnh của nó cao 57, hạ cao 62 và chân nến cao 47, nặng tổng thể là 24 kg. Và toàn bộ là đỉnh đồng nhà em. Thì các bác nhìn cái bộ đỉnh này, toàn bộ chất liệu cát tút nhà em mài rất là kỹ. Đấy, mài đi 1-2 ni đồng và có chuyện dấu, đặc biệt có chuyện dấu ở dưới logo, là em cam kết bác 100% là cát tút. Và các bác nhận hàng, các bác kiểm tra đúng như cái hình ảnh mà các em đã quay ở đây. Các bác kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy, hàng có bất cứ vấn đề gì các bác cho quay đầu luôn. Nhà em không bắt các bác là cọc một đồng nào. Nên là các bác yên tâm về những cái sản phẩm nhà em gửi đến các bác, là những cái sản phẩm thương hiệu mà em đã kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết một. Đấy, đôi song long trầm mật nguyệt. Và tai là tai đúc niền nguyên khối 3 chân quỳ tam đân, niền tịp. Nhà em không có chắp ghép một chi tiết nào. Và ở đây là cái tai em nằm rất là dày. Và toàn bộ bộ đỉnh 24 kg đồng cát tút. Thì các bác biết là cái sản phẩm này em rất là tâm huyết. Từ cái chân đế đến cái bầu đỉnh em nằm rộng và rất là đẹp. Đôi song long này nổi 3 phân. Đấy, nổi 3 phân, nó dày dặn mà nó chi tiết từng tí một. Nhà em mài đã có một vết gợn. Thì các bác biết là những cái bộ đỉnh đồng thường nó rất là xấu. Và nhà em làm là chuyên cát tút, nên là các bác đặt hàng rất là yên tâm. Và bác nào đặt hàng thì cứ để lại cho em số điện thoại. Và nhà em có tặng các bác một sông trầm và một hộp trầm. Trầm hương là nhà em làm từ cây trầm nguyên chất 100%. Và có thẻ bảo hành trọn đời cho các bác. Các bác cứ yên tâm là các bác nhận hàng đúng như cái sản phẩm em quay đây. Thì các bác nhận hàng, là các bác cứ yên tâm là không đúng sản phẩm thì các bác cho quay đầu luôn. Và có chuyện dấu tự phát thì em rất muốn giao lưu các bác một bộ đỉnh đồng. Là em kết nối Zalo với tất cả các bác này. Các bác cho em cái Zalo để em được kết nối với các bác, để em tư vấn chi tiết cái bộ đỉnh đồng này. Và em đang giảm giá rất là sâu cho cái bộ đỉnh đồng này, để bán cái giá tốt nhất cho các bác nhân dịp cuối năm. Em xin cảm ơn các bác đã đón xem video.